cái phi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện và tánh của cái phi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, cái phi pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, do duyên cớ này nên tôi nói là chính pháp môn giải thoát không, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa pháp môn giải thoát không, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Chính pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Lìa pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, Đại Bồ Tát không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Xá Lợi Tử, năm loại mắt và tánh của năm loại mắt là không. Vì sao? Vì trong tánh không của năm loại mắt không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Cái phi năm loại mắt và tánh của cái phi năm loại mắt là không. Vì sao? Vì trong tánh không của cái phi năm loại mắt, cái phi năm loại mắt không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Nên Đại Bồ Tát cũng không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Sáu phép thần thông và tánh của sáu phép thần thông là không. Vì sao? Vì trong tánh không của sáu phép thần thông không sở hữu, chẳng thể nắm bắt được. Đại Bồ Tát cũng không sở hữu,